Simon, khách VIP đại biểu của khách VIP, các ban giám khảo ở phương toàn thể các đơn vị đang có mặt trong chương trình ngạc nhiên của các tỉnh. Vâng, kính thưa quý vị đại biểu khách VIP, các ban giám khảo phương toàn thể các đơn vị. Và để cuộc thi ngày hôm nay, tôi Quang Chiến đại diện cho đội thi khu 1 xã Đa Sơn xin được gửi lời chúc quý vị đại biểu khách quý, các ban giám khảo cùng toàn thể các đội thi lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Vâng, kính thưa quý vị đại biểu khách quý, các ban giám khảo cùng toàn thể các đội thi, trong những năm qua dưới sự trực tiếp của ủy ban nhân dân huyện Đa Sơn, xã Đa Sơn đã và đang từng ngày được đổi mới, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Khu vực 1 chúng tôi có tổng diện tích 576 ha đất tự nhiên, gồm có 124 hộ, 457 nhân khẩu. Đa phần các trụ cột đều đi hàng ăn xa, dân tộc Mường chiếm 97%, còn lại là các dân tộc khác. Một số gia đình vẫn còn áp dụng những phong tục lạc hậu như trọng nam khinh nữ, vấn đề về đảo hôn hay là bạo lực gia đình. Và trước những thực trạng đó, với mong muốn được truyền tải tái hiện lại những sự thực, những phong tục tập quán còn lạc hậu còn diễn ra thực tế tại địa phương, và ngày hôm nay đội thi khu vực của chúng tôi mang đến đây một phần thi tiểu phẩm có tên là Tôi Đã Hiểu Rồi, với sự tham gia của các thành viên Thanh Tú trong vai bố, Hà Hoài trong vai mẹ, Quỳnh Anh trong vai con gái, Thúy Hòa trong vai chi hội trưởng phụ nữ, Kiều Ngọc Thanh trong vai bí thư đoàn thanh niên, bà Hà Hương trong vai trưởng thôn, Nguyễn Thắng trong vai tổ trưởng an ninh khu, và tôi đội trưởng Quang Chiến trong vai thầy giáo. Vâng, không thể quý vị phải chờ lâu nữa, sau đây xin mời mọi người chúng ta cùng vỗ tay lên sân khấu để cùng đón xem và cổ vũ cho đội thi khu vực 1 xã Đa Sơn. Phần thi tiểu phẩm chúng tôi xin phép được bắt đầu. Bà đâu, người ta nói lên dốc thì phải lấy đà, mà vui tiền phải có đàn bà mới vui. Bà này có hiểu rồi à? Cái hôm này buồn thương đã hết, tôi đã đổ hôm rồi, uống ít thôi. Tôi đã tính toán hết cái lương đó để đi, để cho con lên là đeo một chú tỉnh lương ạ. Bà biết cái cây gì? Suốt ngày chăm con lương, cho đi con bò, cái con đi ấy, tao phí rồi. Cho nó về lớp 9 thôi. Châu cho nó đặt tèo nha. Con này thì phải đặt bên được chưa? Ông uống nhiều có biết lũ rồi hả? Còn mình mới có 15 tuổi thì là chắc có sao được không? Thì con đặt thêm ra mới đặt lời. Khi nó có 14 tuổi giờ nha, con đẻ một bên thì đẻ thôi. Không được. Ông không thấy đời vấn của chúng nó bị bệnh thiệt năm 9 tuần để coi không? Đấy là nhà nó vừa bán hết chất con thò với cả đợt cân để đưa ba đi trước để đưa ra ba đi tàu bay thì đã cấp cái đồng ý nào đấy. Tạm biệt nha, riêng là hôm nay đi học xa đường tương lai về gần. Con chào bố mẹ, con đi học về rồi à? Dạ. Con mau vào rửa chân tay rồi nấu cơm cho mẹ nhá. Vâng ạ. Mẹ ơi, con bỏ cái này cho mẹ xem này. Cái này là cái gì vậy con? Đây là giấy khen con được học sinh giỏi tiếng Anh cấp huyện đấy mẹ ạ. Ôi, con gái mẹ giỏi quá. Dạ, con cảm ơn mẹ, để con mang đi thuê bố nhá. Bố ơi, bố ơi, bố có thấy con gái của bố có giỏi không? Ta bảo mày này, mày yên tâm đi. Ta đi cho mày một số chung chứa. Thật hả bố? Con này cái đạo rồi. Thật hả bố? Thôi thôi con ơi, bố mày đang tính cho mày đến thằng Tèo, con là con tết. Mày nhìn thằng Tèo chưa? Mày nhìn nào đi, mày nhìn xuống cái nó kìa, cỏ bay đạp cánh, trâu cái đạn, mày đứng đó mày đi à? Không, không chịu đâu. Mày ơi, em đang đánh cho học, mày chết cho bố ra. Mày chết kìa, mày chết kìa. Không, 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 mày chết cho bố ra. Nhà mình có chuyện gì bảo đi kìa. Thưa các bạn bố, chuyện là thế này à, ông nhà tôi cứ bắt con đi để bỏ học để lấy chồng, con Linh không đồng ý là con đánh công nữa. Làm công ra. Dạ, được biết gia đình mình bắt em đi ở nhà để lấy chồng và không cho em đi học. Ngày hôm nay cháu cùng đối tượng em truyền của cô đến để động viên gia đình cho em đi từ đến trường ạ. Không phải nghe
mấy chồng gì đâu mấy tên gì. Vâng, thưa hai bác, theo điều 8 luật công dân năm 2014 quy định nam từ 20 tuổi trở lên muốn từ 18 tuổi trở lên muốn được thân chân gia đình bác ạ. Thưa tại điểm C khoản 2 điều 59 của nghị định 82 cũng đã quy định rõ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình, cũng đã chỉ rõ phạt từ 10 triệu đến 20 triệu để ký kết hôn nhân đúng không ạ? Chị, à thế à, tao có tiền nộp phạt đâu, không có đi tù nữa. Vậy bác có cho các Ly đi lấy chồng được không ạ? Tôi đã hiểu với tư cán bộ. Ly ơi, Ly. Dạ. Ngày mai tôi sẽ bảo mẹ mày bán hết đàn lợn cho con nhận được tỉnh con nhé. Thật không bố? Thật, mày đi ra đi. Vâng, rất cảm ơn bố, cảm ơn cô chú và các bác ạ. Vậy là hai bác đã hiểu và đồng ý cho em Ly được đi học. Chú cháu cảm ơn hai bác. Vâng, thông qua tiểu phẩm chúng tôi muốn truyền tải đến bà con một thông điệp. Hãy cùng chung tay đẩy lùi nạn tảo hôn và tạo dựng gia đình, xây dựng nếp sống văn minh trên